sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tư tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập bình minh thời gian ngày 6 tháng 11 năm 2010 địa điểm phật đà giáo dục hiệp hội hồng kông Phúc tập 187 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Hồng Xin mời ngồi Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 218 Hàng thứ hai từ dưới đến lên thiên nhân thiện ác phân định tánh của thiện ác các thuyết khác nhau nay giới thiệu tóm lược như dưới đây câu này giải thích những điều nói ở trong đoạn kinh này ư bỉ thiên nhân thiện ác quốc độ thô diệu tư duy cứu cánh đây là nói về bồ tát pháp tạng cùng với thế gian tự tại phương phật quan sát mười phương vô lượng vô biên chư phật quốc độ quan sát trong đó thiên nhân thiện ác quốc độ thô diệu họ mới có thể thận trọng mà lựa chọn được chúng ta đọc đoạn kinh văn này trong thời đại hiện nay Tôi nghĩ mỗi một đồng học Đều có những cảm xúc sâu sắc Bởi vì Thiện ác là nhân Khổ lạc là, là quả báo Nhân thiện sẽ chiêu cảm quả lạc Nhân ác chiêu cảm quả khổ Chúng ta sinh tại thời đại này Gặp phải Những tai biến lớn nhất Từ trước đến nay Chư vị đều biết Người nước ngoài nói về năm 2012 Thiên tai từ đâu mà có Là do nghiệp lực của cư dân trên địa cầu chiêu cảm nên Nghiệp là do tâm tạo nếu như chúng ta có thể khóa giải được thiên tai này, ông Platen đã nói rất hay, cũng giống như Phật pháp. Ông cho rằng năm 2012 cự ly đã rất gần rồi. Hiện tại thì phải bỏ ác hướng thiền Cảm ta quy chánh đoan chánh tâm niệm thì thiên tai này liền được hóa giải có thể đem lại cho thế giới này hạnh phúc mỹ mãn Vấn đề là chúng ta có thay đổi hay không? Trong Phật Pháp nói Phải Vãn hồi kiếp vận này Nhất định phải bắt đầu từ lòng người Hiện tại Xã hội trên toàn thế giới Nếp sống không tốt Tất cả đều nhìn vào tiên Cho nên có vấn đề rồi 2.500 năm trước Mạnh tử đã nói rất hay Trên dưới muốn tranh lợi Nên quốc gia nguy vậy Hiện tại là toàn cầu Không phải là một quốc gia, một khu vực nào Toàn cầu các ngành các nghề trên dưới đều tranh giành lợi lộc đều đang tranh lợi trái đất nguy hại không phải cũng là đạo lý này sao theo lời mạnh tử nếu như nếp sống không thay đổi trong kinh nói là Kiếp vận khó dời Hồi chuyển không dễ dàng Nhân khổ chưa nhổ lên Tham sân si sì mạng nghi Chính là nhân khổ Đối với cá nhân mà nói Là nguyên nhân Mà thân tâm cá nhân mắc bệnh Trong tâm có những thứ này Đây chính là nguyên nhân của bệnh tật Họ làm sao mà không sanh bệnh được Toàn xã hội đều là Tham sân si mạng nhi Đó chính là khổ nạn Mà toàn thế giới rất khó tránh khỏi Khổ nạn nạn ba ngàn năm trước đức thế tôn đã nói với chúng ta như vậy ba ngàn năm sau các nhà khoa học ngày nay cũng nói với chúng ta như vậy đây là thật không phải giả cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ vận mệnh của mỗi người vận mệnh của thế giới vận mệnh của trái đất này đều nắm chắc trong một niệm của chính mình đây là lời chân thật nếu như chúng ta muốn giác ngộ vậy thì phải trở về hướng thiện ở đoạn sau của bộ kinh này có một đoạn kinh văn ngài nói thiên địa chi gian ngũ đạo phân minh ngũ đạo này chính là lục đạo trong lục đạo không tính atula atula cũng coi như là trên cõi trời cõi trời cõi người Ngã quỷ súc sanh địa ngục. Gọi là năm cõi rõ ràng. Thật vậy, không phải là giả. Thiền ác báo ứng. Hòa phước nối nhau. Thần tự gánh lấy. Không ai thay thế được. Không ai có thể thay thế được. Quý vị gieo nhân thiện, thì nhất định có quả thiện. Quý vị tạo ác, nhất định có quả báo ác. Không phải không có quả báo mà là chưa đến lúc thôi. Chiều hôm nay tôi đi vào hiệp hội, có đồng học nói với tôi họ đang làm sáng hối, có người nhìn thấy rất nhiều hương linh nhỏ đi theo sau họ. Nói mẹ chúng sám hối tâm chưa đủ chân thành Chúng không muốn rời đi Vì sao có người phá thai Hình như không có một số khư lên nhỏ đi theo Có người có Có người không có Sự việc này là thế nào không có oán tân trái chủ đến tìm quý vị là lúc quý vị đang còn may mắn quý vị xem lúc đoán số mệnh sẽ nói cho quý vị biết mỗi người trong cuộc đời này có năm năm may mắn nhất cũng có 5 năm năm vận may kém nhất năm năm thay đổi số mệnh một lần lúc quý vị đang gặp thời kỳ may mắn oán từng trái chủ tránh né quý vị không dám đến gần quý vị Khi vận may của quý vị qua rồi Nên nhớ vận may chỉ 5 năm Vận may đi qua rồi Thì vận xấu xuất hiện Những thứ này điện đều đến hết Đây gọi là không phải không báo Thời gian chưa đến Thời gian này chính là sự suy tàn trong vận mệnh của quý vị. Hưng suy khác nhau, họ chọn thời gian để đến. Trong những người sám hối nhìn thấy những hương linh nhỏ đi theo sau chứng tỏ là vận hạn của cô ấy không tốt. Vận mệnh hiện tại của họ không tốt. Mới có oán thần trái chủ đi theo bên cạnh. Rất nhiều người nhìn thấy đây là thật, không phải là giả. Tức phát sanh vào hôm nay Phát sanh ngay hiện tại Mọi người đều nhìn thấy sự việc này Những điều này đều nói với chúng ta Khởi tâm đồng niệm Không thể không kiểm điểm Nhất định không thể hại người Nhất định không thể lừa dối người khác Đối với bản thân quý vị có điểm tốt tiêu nghiệp chứng tăng phước huệ hiện tại muốn lợi dụng người khác một tí tâm này bất thiện tâm bất thiện bị ác báo họ làm sao mà được thiện báo làm gì có đạo lý đó khởi tâm động niệm nói năng tạo tác không thể không cẩn thận Phật Pháp thực sự là từ bi vô cùng Tất cả những kinh luận Giống như lời khai thị này rất nhiều Không có gì không phải là Thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta Đặc biệt là xã hội hiện tại Những sức mạnh mê hoặc bên ngoài quá lớn Thân thể bị bệnh thì quý vị lo lắng Xã hội bệnh Quý vị có hiểu được hay không? Trái đất bệnh Cùng với khởi tâm động niệm Nói năng hành động của chúng ta Có mối liên quan mật thiết Quý vị không nên nói không có liên quan gì Có quan hệ mật thiết Nhân thực sự Đây là nói về thiên tai Chúng ta sinh bệnh là tai nạn cá nhân của chúng ta Gia đình bất hòa là tai nạn của gia đình Xã hội động loạn, thiên tai trên Thái đất Đây là thiên tai lớn Nhân Chính là tham sân si mạng nghi Năm việc này mỗi Mình thứ đều không dễ đoạn đó. Quý vị nói xem Chữa bệnh, kỹ thuật chữa bệnh tốt bao nhiêu Nói về ung thư Quý vị có thể chữa lành nó Quý vị phải hiểu nhân của bệnh đó là gì Là tham sân si mạng nghi Quý vị có trị được tham sân si mạng nghi hay không Nếu như trị được bệnh rồi Bệnh thật sự trị được vì sao vậy? Vì gốc của bệnh nhổn được Bệnh trị lành rồi Tham sinh thì si mà nghi vẫn còn Thì quý vị hiểu được Không biết khi nào nó lại tái phát Những kỹ thuật của quý vị Chỉ là làm cho bệnh của họ Bị đè nén xuống một tí mà thôi Gốc vẫn chưa đoạn được Quý vị có cách gì để trị lành bệnh cho người ta được không? là nhân phật nói rồi cộng thêm duyên nữa quả báo liền hiện tiền duyên là gì duyên có hai loại nội duyên chính là oán hận não nộ phiên chính là tâm trạng của quý vị tâm trạng bất thiện tham sân si mạng nghi tâm niệm bất thiện còn ngoại duyên là tài sắc danh thực duy quý vị trị bệnh có thể trị được những thứ này hay sao có thể trị được tài sắc danh thực duy hay không có thể trị được oán hận não nổ phiền hay không trị không được cho nên nhân và duyên của bệnh quý vị đều không có cách gì chỗ nào đau thì xoa so bóp cho nó nó không đau nữa điều trị như vậy là gì là trị ngọn không phải trị gốc bệnh từ đâu mà sanh hiện tại từ đâu đến luôn phải làm cho rõ ràng minh bạch đoạn sạch những thứ này thì phải nhờ vào điều gì giáo vấn của kinh điển giáo vấn của thánh nhân chúng ta ngày ngày đang học tập đang thực hành chăm chỉ Chúng ta thật làm rồi Thật sự đã đoạn được <laughs> ham sân si mạng nghi Thật sự đe nén được oán hận não nộ phiền Viễn ly tài sắc danh thực thuy Những thứ này không thể không có Có được một chút cũng được rồi cuộc sống của chúng ta có thể sống được là được không thể có tâm tham không thể lấy nhiều nhiều rồi thì giúp đỡ người khác giúp đỡ người khác bản thân ngày mai không có nữa thì làm sao chỉ cần quý vị giúp đỡ người khác thì ngày mai tự nhiên liền có đây là điều ở trong kinh điển phật nói rất nhiều nói rất rõ ràng tài từ đâu mà có tài từ bố thí mà có càng bố thí thì càng nhiều trong mệnh quý vị có tài chính là nhờ nhân bố thí mà có được vì sao không chịu bố thí bố thí pháp được thông minh trí tuệ Bố thí vô ý Vô ý là người khác có lo sợ Có khó khăn Quý vị có thể giúp đỡ họ để giải quyết Làm cho họ cảm thấy có chỗ để nương tượng Xa lìa sự lo sợ Loại này gọi là bố thí vô ý Đặc biệt là đối với người già người già hiện tại rất đáng thương thật sự là không có chỗ nương tựa vì thế mấy hôm nay có đồng tu đến thăm tôi có người ở trong nước có người ở nước ngoài họ muốn xây dựng một ngôi viện dưỡng lão phát tâm chăm sóc người già đây là việc tốt viện dưỡng lão phải tổ chức như thế nào Chúng ta phải học Bồ Tát Pháp Tạng Bồ Tát Pháp Tạng muốn xây dựng một thế giới cực lạc Cách kiến tạo như thế nào Đi tham quan mỗi một quốc độ chư Phật Những thứ tốt của mỗi quốc độ chúng ta đều cần Những thứ không tốt chúng ta đều không cần Vậy là xây dựng thế giới cực lạc mô phạm Cho nên tôi khuyên họ Tôi nói quý vị thật sự xây dựng viện dưỡng lão Quý vị tổ chức một đoàn thể Những cán bộ chủ chốt của quý vị Hợp thành một đoàn thể nhỏ Đi ra nước ngoài để tham quan Xem nhiều một chút Xem người ta làm như thế nào Những điểm tốt của họ quý vị nên chọn lấy Những điểm không tốt quý vị đều phải sửa đổi Thì viện dưỡng lão của quý vị sẽ hơn hẳn người khác những thứ này không thể nói chỉ ở nhà mà tưởng tượng ra điều này sẽ không nghĩ ra được nhất định phải đi để trải nghiệm phải nhìn nhiều khảo sát nhiều hấp thụ kinh nghiệm của người khác điều tốt thì mình tiếp nhận điều không tốt thì sửa đổi nước ngoài có rất nhiều sự nghiệp phúc lợi cho người già làm rất tốt nhưng nó có một lỗ hổng rất lớn chính là không có sinh hoạt về tinh thần điều này làm sao mà bù đắp đây chính là trong viện dưỡng lão tất cả những nhân viên phục vụ phụ đều phải tiếp thu lời giáo huấn của thánh hiền cuộc sống tinh thần của người già sẽ phong phú hơn quan trọng nhất là phải có một lý niệm sự nghiệp phúc lợi cho người già chính là sự nghiệp thánh hiền vĩ đại nhất của đời tôi điều, điều này không phải là sự nghiệp bình thường vì sao vì tâm tình người già không vui vẻ họ có oán hận nói cách khác oán hận não nộ phiền chắc chắn họ không tránh khỏi Họ không dám nói ra Nói ra thì sao Nói ra quý vị không chăm sóc họ nữa Ngay cả cuộc sống cũng thành vấn đề rồi Nên nói dám giận mà không dám nói Khổ thiết bao Tâm tình như vậy Thì sau khi chết đi Chúng ta biết tất cả đều đoạn vào tan đồ nếu như quý vị dùng tâm hiếu kính đối với họ Họ cảm thấy rất an vui Trong tâm không có mảy may oán hận Tương lai sau khi họ chết sẽ sanh thiên Đây là sự nghiệp gì? Cũng giống như nói kéo họ từ trong địa ngục ngạ quỷ lên Đưa họ lên thiên đường Đây là sự nghiệp thần thánh vĩ đại nhất, sự nghiệp lớn lao nhất. Trong kinh Phật giảng ba loại bố thí, ba loại bố thí này quý vị đều phiên mãn rồi. Quý vị xem, quý vị dùng thân thể chăm sóc người già, đây chính là tài bố thí, bố thí nội tài. Công đức lớn hơn người bố thí ngoại tài. Quý vị có thể đem hiếu thuận, cung kính làm ra được khi theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát để làm là bố thí pháp. Người già oán hận tiêu trừ. Từ trong ác đạo nâng cao lên đến thiên đường. Đây là bố thí vô úy. Ba loại bố thí này quý vị đều đang tu. Ngày ngày đều đang tu. Vậy quả báo của quý vị Quý vị sẽ được giàu có Sẽ được thông minh trí tuệ Lại sẽ được mạnh khỏe trường thọ Sự nghiệp như vậy không bị đại sao Quý vị nói xem thế gian này có loại ngành nghề nào tốt nhất Tổ chức viện dưỡng lão là sự nghiệp tốt nhất Nếu như quý vị vì kiếm tiền Hữu danh mà vô thực Đối với người già hoàn toàn không phải là tâm yêu thương mà chăm sóc họ Vậy là có tội lỗi đấy Là phúc hay là họ Đều ở trong một niệm mà thôi Một niệm chánh là đại phước báo một niệm tà Đó là tai nạn đến Quý vị không chăm sóc họ Những người già này Tương lai lúc họ đọa là Không có người nào không oán hận quý vị Đều là đang đi theo quý vị Sự nghiệp này chúng ta không thể không biết Quý vị thật sự nghĩ không rồi Những lời trong kinh điển nói Quý vị đều hiểu rõ rồi Quý vị mới biết Phúc hòa theo nhau Tự làm tự chịu Không có ai có thể thay thế được Đoạn Kinh Văn sau còn có mấy câu Ngủ ác ngũ thống Điều này sau này giảng đến đoạn đó Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn Ngụ ác là nhân, ngụ thống là quả báo quả báo <laughs> hiện <nghiệp> tiền quả <laughs> báo trong tương lai ví như lửa lớn đốt cháy thân người đây là gì đây là địa ngục lời phật nói không phải là lời giả dối lời này nói rất nghiêm trọng dáng phạm lỗi này thì phải vào ác thú nếu như quý vị dám phạm ngũ ác Chính là mặt trái của nam giới Sát đạo dâm vòng tử Đây là năm ác Quý vị nhất định sẽ đọa vào đường ác Cuối cùng Phật cảm thán một câu Đau như bị thương vì sao lại làm những việc này đặc biệt là sống trong thời đại ngày nay là cơ hội tốt để hành đạo bồ tát chúng ta phải nhận thức được chúng ta phải nắm bắt lấy nó Khởi tâm động niệm Nói năng tạo pháp Là tấm gương tốt nhất cho người thế gian Bất luận là theo đuổi ngành nghề nào Nên nghĩ Tôi dùng ngành nghề của tôi Để phục vụ xã hội Phục vụ đại chúng Toàn tâm toàn lực Vì nhân dân phục vụ Vì chúng sanh phục vụ Vậy là quý vị thật sự cải tà quy chánh Đoàn ác tu thiện tích lũy công đức Không những trong đời này được lợi ích lớn Lợi ích lớn này không phải là thăng quan phát tài Mà là thân tâm mạnh khỏe À, an vui tự tại đây là chân lạc mỗi ngày có thể ăn no mặc ấm có một căn nhà nhỏ để che mưa che gió không buồn không lo không vướng không bận hiện tại người ta nói là thân tâm không có áp lực đó là quý vị sống cuộc sống thần tiên rồi đây chính là trước đây lời tiên sinh phương đông mỹ đã nói sự hưởng thụ cao nhất của đời người quý vị được giác ngộ quý vị liền đạt được cho nên giáo huấn của thánh hiền không thể không học phải chăm chỉ học tập Thiên, Thiên nhân thiện ác <laughs> Tổ sinh Đại Đức Phân định tánh của thiện ác Có rất nhiều cách nói Ở đây Niệm lão đã nêu ra bốn ví dụ thứ nhất là Bồ Tát anh làm kinh dùng thuận theo đệ nhất nhị đế là thiện trái với đệ nhất nhị đế là ác à, tiêu chuẩn này cao quá đây là tiêu chuẩn gì tiêu chuẩn của Bồ Tát đệ nhất nhị đế là gì chúng ta nói đơn giản là tánh đức Là cao nhất trong tánh đức Cho nên Phật Bồ Tát xưng là thánh nhân Vì sao vậy? Vì họ thuận với đệ nhất nhị đế Lúc đạo phàm phu thì gọi là phàm phu Vì sao? Vì họ trái với đệ nhất nghĩa đế Chúng ta xem dưới đây trích dẫn kinh văn kinh nói thức của tất cả chúng sanh ban đầu khởi sanh trú ở nơi duyên phận với đệ nhất nhị đế gọi là thiện trái với đệ nhất nhị đế gọi là án dưới đây có giải thích kinh nói đệ nhất nhị đế tức là chân đế hiện tại người ta nói chân lý chân đế chính là chân lý trong kinh phật nói là thánh đế thánh là phật bồ tát thắng miễn đế thắng là thù thắng chân như thật tướng trung đạo danh từ rất nhiều rất nhiều cũng là thực tế lý thể chính là chân như tự tánh dưới đây có một giải thích đấy là đạo lý chân thật đạo lý này là số một trong các pháp nên nói là đệ nhất nghĩa nói nhiều như vậy chúng ta có thực sự lãnh hội được không lãnh hội được một điều thì toàn bộ đều lãnh hội được nói tôi đều đã lãnh hội được rồi chỉ có một điều chưa lãnh hội được vậy là quý vị chưa lãnh hội được một là tất cả tất cả là một quý vị thật sự hiểu được một điều thì toàn bộ đều hiểu được hết đệ nhất nghĩa là gì ở đây nói là chân như chân nó không phải là giả nhưng nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi đây là gì nói cho quý vị biết là chân tánh trong đây nào nói chúng ta dùng một từ để hiểu chân tánh chân tánh năng sanh và pháp, cho nên nó là đệ nhất, và pháp là do nó sanh ra. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở thị duy thức sở biến. Tâm đó chính là ở đây nói chân như, thật tướng, đệ nhất nhị đế. chính là điều mà lục tổ đại sư lúc khai ngộ đã nói đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt nó không có sanh diệt Tuy thuận đệ nhất nhị đế đây là chân thiện vậy là thật sự không giả chút nào ai có thể tùy thuận tự tánh bồ tát tùy thuận minh tâm kiến tánh còn người chưa kiến tánh đều làm trái hết vậy là chúng ta hiểu rõ rồi người tùy thuận tự tánh đã siêu việt thập pháp giới bởi vì người trong thập Pháp giới Trong thập Pháp giới thì cao nhất là Phật Phật Trong thập Pháp giới Họ vẫn còn làm trái với đệ nhất nhị đế Họ không phải là thiện. Nếu thuận theo đệ nhất nhị đế Họ liền siêu việt thập Pháp giới Họ đến nhất chân Pháp giới Tức là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Đó gọi là thiện Nói là cách là khác Ôi, Trái với đệ nhất nghĩa đế Trú ở đâu? Trú ở, ở thập pháp giới Thuận đệ nhất thi... nghĩa đế Là trú cõi tui... thật Mà, đế, báo trang nghiêm Của chư Phật Như Lai Cõi thật báo Là trình độ Có thật Gọi là nhất chân Pháp giới Vì sao vậy? Vì nó là thật Người Cái trong cõi thật bao Vĩnh viễn sẽ không suy lão Không có thay đổi Còn trong thập pháp giới đều có thay đổi Vì sao vậy? Bởi vì họ có thức Thức chính là phân biệt chấp trước Họ có những thứ này Người trong nhất chân Pháp giới Không những phân biệt chấp trước không có Mà ngay cả khởi tâm đồng niệm họ cũng không có Không khởi tâm không đồng niệm Không phân biệt không chấp trước Nói như vậy thì mọi người dễ dàng hiểu rồi Đây là đề nhất nghĩa đế Cho nên tiêu chuẩn này cao Chúng ta không làm được Trong thiền tông Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Đây chính là đệ nhất nghĩa đế Trong giáo môn là đại thai viên giải Trong tình tông của chúng ta là lý nhất tâm bất loạn Chưa bị nơi biết Nếu như niệm Phật niệm đến lý nhất tâm bất loạn Sanh trong thế giới Tây Phương cực lạc Họ sinh vào cõi thật báo trang nghiêm Họ chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát Họ không cần Phật A Di Đà gia trì Họ đã chứng đắc rồi Ở chỗ này chúng ta liền biết Pháp môn tịnh độ Không thể nghĩ bàn Vì sao vậy? Vì người tu tịnh độ Tức thuận theo đề nhất nhị đế Còn người tu các pháp môn khác Chưa chắc là đã thuận theo đệ nhất nhị đế Tịnh Tông là tuyệt đối thuận theo đệ nhất nhị đế Vì sao vậy? Trong kinh điển đã nói rất rõ ràng Là quý vị đới nhiệt phạm sanh Quý vị chưa đoạn được tập khí phiền não Nhất phẩm cũng chưa đoạn được chỉ nhờ vào quý vị có chân tính Quý vị đối với pháp môn không hoài nghi Thực sự tin tưởng Có thiết nguyện Nguyện vọng rất thận thiết Tôi hy vọng tôi nhanh chóng đến thế giới cực lạc Sớm gặp được Phật a di đà Quý vị có được tín nguyện này Thì quý vị chắc chắn được vãng sanh Ngẫu Ích Đại Sư đã nói như vậy Trong Di Đà Kinh, Kinh, Kinh yếu Giải nói Người niệm Phật có thể vãng sanh hay không? Quyết định là do nơi có tính nguyện hay không? Quý vị có tính có nguyện, quý vị nhất định vãng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị cao thấp. Tướng độ tam bối cửu phẩm, phẩm vị cao thấp. Đó là do công phu niệm Phật của quý vị sâu hay cạn. hai thứ này quý vị nói xem điều gì là quan trọng? Tính nguyện quan trọng, tính nguyện chắc chắn quý vị có thể vãng sanh, công phu chỉ là thứ yếu, công phu là đến đó phẩm vị cao thấp, phẩm vị thấp một tí cũng không sao, hà hà phẩm vãng sanh. Quý vị xem A Di Đà Phật từ bi biết bao, ngài dùng bổ nguyện oai thần gia trì quý vị, đều làm A Duy vị trí Bồ Tát. Ngài không nói là phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm là ngoại lệ, không nói như vậy. Không nói như vậy tức là chỉ cần đến thế giới Tây phương cực lạc đều là A Duy vị trí Bồ Tát. Vậy không tốt quá sao? A Duy vị trí chính là thuận đệ nhất nghĩa. quý vị xem tiêu chuẩn này đúng cao đúng như vậy người niệm phật có phần vậy phải niệm như thế nào chúng tôi thường xuyên khuyên các đồng học nên đặt phật a di đà ở trong tâm trong tâm chỉ có phật a di đà ngoài phật a di đà ra toàn bộ đều thanh trừ hết đều buông bỏ hết không nên để ở trong lòng trong tâm chỉ có phật a di đà thì quý vị chắc chắn sẽ vãng sanh Trong tâm vẫn còn có những thứ khác Sai rồi Không thể xen tạp Không thể hoài nghi Chỉ cần làm được không xen tạp Không hoài nghi Thì ý niệm của quý vị liền thuần tịnh Trong vũ trụ này Nơi nào tốt nhất Thế giới cực lạc là tốt nhất thế giới cực lạc đích thực là đệ nhất Chư Phật như lai tám tháng đối với Phật A Di Đà tám tháng ngài là Quang Trung cực tôn Phật Trung chí Vương tám tháng như vậy là đến cực điểm rồi đến đỉnh điểm rồi chúng ta trong đời này gặp được nếu như hoài nghi nếu như vẫn còn chưa muốn đi vậy thì lỗi là tại quý vị không phải do người khác chọn thế giới tây phương cực lạc không khó chút nào thời gian hai 3 năm liền có thể đạt được vì sao không làm Muốn ở lại thế gian này còn làm một việc gì đó Được, tôi lấy giấy thông hành đến thế giới cực lạc rồi Tôi ở lại thế gian này làm một việc gì đó được hay không? Được Vì sao vậy? Quý vị lúc nào phán sanh cũng được Quý vị lưu lại thế gian này rất tự tại Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó Không trở ngại chút nào Sự việc tại thế gian này không có việc gì là không vì lợi ích chúng sanh. Nếu như là sự việc lợi ích cho bản thân, vậy thì thế giới cực lạc quý vị không có phần, quý vị đi không được. Quý vị đối với lục đạo luân hồi vẫn còn rất tham duyên, vậy quý vị đi làm sao được? Sự việc vì chúng sanh khổ nạn thì được. Chư Phật Như Lai đến thế gian để ứng hóa. Không phải cũng vì sự việc này sao à, Hiện no, tại thân thể tưởng, này của tôi Đã tưởng, chọn thế tưởng, giới tưởng, cực tưởng, lạc tưởng, rồi à, Tôi không tôi muốn đi liền Tôi, tôi muốn tưởng, ở đây thêm vài năm Để tôi giúp, tôi giúp đỡ tưởng, hơn nữa cho những chúng sanh khổ nạn Khuyên họ thâm tính tình độ Cầu sanh cực lạc Là việc tốt Vậy quý vị hỏi Việc này có ví dụ hay không? Có Cuối đời nhà Minh Cùng thời đại với Đại sư Liên Trì Có một vị tên là Pháp sư Giao Quang Trước tác của ông rất nhiều Người bình thường đều biết là Kinh Lăng Nghiêm Chánh Phái Chính là trước tác của Ngài Trước lúc Ngài viết cuốn sách này Thọ mạng hết rồi Phật A Di Đà đến đón Ngài về thế giới cực lạc Ngài nói với Phật A Di Đà rằng Kinh Lạc Nghiêm truyền đến Trung Quốc mấy trăm năm rồi Tất cả những chú giải Đều không phải là ý của Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài sinh với Phật A-di-đà cho ngài là một bộ chú giải để hiển thị ra ý của phật phật a di đà liền cho phép liền cho ngài ở lại liền không thấy phật nữa cho nên ngài toàn tâm toàn ý viết chú giải về kinh lăng nghiêm đích thực khác với những điều mà cổ nhân đã nói Cổ nhân đối với Kinh Lăng Nghiêm Nói Samatha, Tam Ma, Thiền Na Đều là dùng tam chỉ tam quán của thiên thai để giải thích Thật sự không phải là bổn nghĩa của Lăng Nghiêm Ngài dùng Kinh Lăng Nghiêm để giải thích những điều này Samatha, Tama, Thiền Na là tự tánh bổn định. Khác với những gì mà Thiền Thầy nói. Nhưng ý nghĩa này rất sâu. Chủ trương tu hành như thế nào là bỏ thức dùng căn. Thiền Thầy ngày xưa chú giải Kinh Lăng Nghiêm tu hành mà chưa xa lìa được tình thức Tức là nói Tám thức 51 tâm sở chưa xa rời được Ngài dựa vào chủ trương của Lăng Nghiêm Xả thức dùng căn Thực sự giống như Kinh Lăng Nghiêm nói vậy Dùng tánh ở trong căn Mắt dùng tánh thấy Dùng tánh thấy để thấy bên ngoài Đây là cảnh giới của Pháp Thần Bồ Tát Nghe Thì dùng tánh nghe để nghe tất cả âm thanh Đây là dùng căn tánh của sáu căn Căn tánh là thật Không dùng sáu thức Sáu thức là phân biệt Điều này và tất cả những người chú giải Kinh lăng Nghiêm trong quá khứ Cách nhìn là hoàn toàn khác nhau Điều này có một ví dụ Thực sự là vì sự việc này Vì chúng sanh Vì pháp tánh cửu trú Mà thỉnh cầu với Phật A-di-đà Hoàn thành bộ trước tác này Ngài mới vãng sanh Từ đó có thể biết Chúng ta ngày nay Sự việc gì mới là quan trọng nhất Dùng lời hiện tại để nói là Cầm được giấy visa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Là quan trọng nhất Đi lấy hộ chiếu của nó Quý vị lấy được rồi Quý vị tự tại thôi Hộ chiếu này Chính là tính nguyện trì danh Chân tính thiết nguyện Nhân tâm trì niệm trong kinh đã nói với chúng ta phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm nói quý vị rằng chân tính thiết nguyện chính là phát bồ đề tâm đây cũng là lời ngẫu ích đại sư đã nói trong di đà kinh chiếu giải nói vậy đây chính là phát tâm đại bồ đề một lòng chuyên niệm vậy là được rồi học tịnh độ phải thật la đối với thế giới ta bà này không có mảy may lưu luyến nào luôn luôn nghĩ tôi đến thế giới ta bà này là đến làm khách đúng. là đến để du lịch tôi đến đây là ở khách sạn đây không phải là nhà của tôi ở đây tôi không có nhà đây là quán trọ không có chút lưu luyến nào ở vài ngày công việc làm xong rồi liền lên đường luôn luôn có tâm như vậy quý vị đúng rồi như vậy quý vị liền thuận theo đệ nhất nghĩ đế đây là tiêu chuẩn của bồ tát thiện đây mới chính là đại thiện căn bản Tất cả những thiền hành Nếu như không thuận để nhất nghĩa Quý vị không thể sanh cõi thật báo của chư Phật Nhiều nhất thì quý vị sanh vào trong tứ thánh Pháp giới Làm Bồ Tát, làm Phật thông thường chúng ta nói là cũng rất hiếm có rồi dùng tiêu chuẩn này họ không phải là thiện chúng ta xem mấy câu cuối đây là lời niệm lão nói với chúng ta nếu chúng sanh khởi một niệm thuận lý thể là thiện trái lý thể là anh ở đây phán định lấy lý thể làm chuẩn lý thể tức là tự tánh người hiện tại chúng ta nói là chân lý chân lý chỉ có một cho nên cách nói này đây là tiêu chuẩn tuyệt đối Thứ hai, chúng ta xem duy thức luận. Duy thức luận dùng thuận theo lợi ích hành pháp hữu lậu vô lậu đời này đời khác là tiền đối với đời này đời khác trái với hành pháp hữu lậu vô lậu là ác Dưới đây nêu ra nguyên văn của Duy Thức Luận Luận viết Có thể thuận theo lợi ích đời này đời khác Nên gọi là thiện Quả là nhân thiên Duy chỉ có thể thuận theo lợi ích đời này Không phải đối với đời khác Nên không gọi là thiện Có thể làm trái và tổn hại đời này đời khác Nên gọi là bất thiện Quả báo ác thú duy chỉ có trái tổn với đời này không phải vì đời khác nên không có gì là không bất thiện là dùng thuận ích và trái tổn mà đoán định thiện và ác trong duy thức luận phân định thiện ác và trong kinh anh lạc nói thì cách một bậc phận ích trái chính là tổn hại thuận trái đều là nói về thiện thuận thiện quý vị được lợi ích trong đời này quý vị được lợi ích đời sau cũng được lợi ích Trong đây có hành pháp hữu lậu Có vô lậu Hữu lậu là phiền não của quý vị chưa đoạn hết Quý vị có phiền não hoặc là tập khí phiền não đều vẫn còn Tất cả những điều thiện mà quý vị làm gọi là thiện hữu lậu Vô lậu thấp nhất là A-la-hán A-la-hán đã đoạn tận kiến tư phiền não Trong cuộc sống hàng ngày của họ Những thứ họ tu được là thiện vô lậu Điều này đầu tiên đến những hành pháp hữu lậu và vô lậu Chúng ta hiểu cho rõ ràng, cho thấu đáo Hành là trong cuộc sống hàng ngày Phá tắc cuộc sống hàng ngày Những nguyên tắc nguyên lý mà quý vị tuân theo Thiện và ác này Nói tốn lặng Chính là thật thiện nghiệp đạo Mà Đức Thế Tôn đã giảng cho chúng ta Đây là tiêu chuẩn Phạm phu đều là hữu lộng Tham sân si mạng nghi Đây là phiền não Là phiền não căn bản Tập khí phiền não chưa đoạn Quý vị tu thập thiện Sẽ, nghiệp đạo Đây sản. là thiện pháp Đời à, này thương. được lợi ích Đời à, sau sản. cũng được lợi ích Nếu à, như là thường phẩm thập thiện sản. Thì à, đời sản. sau sanh vào cõi trời dục giới à, trung phẩm thập sản. thiện đời sau được sinh vào cõi người sẽ không bị mất thân người hà phẩm thập thiện hơn một nửa là ở cõi Atula cõi La sát đây là hà phẩm thập thiện hà phẩm thập thiện tuy là tu thiện nhưng trong đây có ngạo mạn có hiếu thắng có tật đố Có những tập khí này ở trong đó Tuy có đại phước báo Họ không thuộc về thiên nhân thật sự Nhưng họ có phước báo giống như thiên nhân điều này chúng ta phải hiểu quý vị thấy trong lịch sử của chúng ta cũng có một số người bất thiện địa vị rất cao làm đến đế vương giống như kiệt trụ đã làm đến đế vương ông bất thiện Ông ta còn làm ác Ông ấy vì sao lại làm ác Những điều thiện tu trong quá khứ Trong thiện có công cao ngã mạng Có tật đố Có những phiền não này ở trong đó Ông ấy thực sự làm đại thiện Không phải là tiểu thiện Không phải đại thiện thì làm sao có phước báo lớn như vậy Thế nhưng quả của ông ấy không tốt lại còn có những thần tử tác oai tác quái Chúng ta nói đến gian thần, định thần đó cũng là điều bất thiện Đó là gì? Đó là thứ ông ta trong quá khứ đã tu được Chúng ta gọi là hạ phẩm thập thiện Thập thiện là ông ấy thật tu Tức là trong đó có sen tạp tự tư tự lợi Những ý niệm tổn người lợi mình có ở trong đó Không sen tạp những niệm này thì gọi là vô lậu Đó là thuần thiện Lúc thuần thiện thì đều hướng đi lên Người trí đắc thiền định Đến dục giới thiên Dục giới có sáu tầng trời Từ tướng thiên vương trở lên Tức là đao lợi thiên Dạ ma thiên Đầu sư thiên Hóa lạc thiên Tha hóa tự tại thiên Nếu như đắc thiền định Họ liền không ở dục giới nữa Họ đến cõi sắc giới Nếu như có định công càng sâu hơn Ngay thân thể cũng không cần nữa Họ liền đến vô sắc giới Càng hướng lên trên thì phước báo càng lớn họ mạng càng lâu Đao lời thiên ở trong kinh Phật nói Trong thế tục nói là Ngục Hoàng Đại Đế thiên chủ trong rất nhiều tôn giáo đa phần nói là đao lợi thiên một ngày ở đao lợi thiên trong kinh phật nói với chúng ta là một trăm năm ở nhân gian chúng ta quý vị biết được phước báo của người ta lớn biết bao Nhân gian một trăm năm Thì ở nơi đó chỉ một ngày Có người sống một trăm tuổi Ở Đao Lợi Thiên Thọ mạng chỉ một ngày Quý vị nói xem Có ý nghĩa gì đâu Cho nên Rất nhiều người ngưỡng mộ thiên đường Không phải là không có lý Rất có lý Đều hy vọng có thể sanh thiên Kỳ thực là sanh thiên hoàn toàn không phải là cứu cánh Vì sao vậy? Vì vẫn còn có sanh tử luân hồi Tập khí phiền não của quý vị chưa đoạn hết Dục giới thiên, sắc giới thiên Phật Bồ Tát cũng thường thường đến nơi đó giáo hóa chúng sanh Họ có cảm, Phật liền có ứng Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Học tôn giáo nào Chúng ta đều tán thán, Đều khoan hỷ Ba sức Phật giáo cũng không sao Họ muốn sanh đến thiên đường Tương lai ở trên thiên đường Đi theo thiên chủ đau lợi Cùng nhau theo Phật tu học Phật Pháp Không phải cùng sự việc hay sao Thật sự có thể sanh thiên là người thiện không phải là người ác có mang một chút tà ác thì sanh thiên cũng rất khó khăn điều này ta không thể không biết cho nên đời này họ được thiện báo đời sau cũng được thiện báo gọi là thuận ích đây gọi là thiện quả vui của nhân thiên tuy ở đời này có thể là thuận ích không phải là đời khác đời thế, nếu như không đạt được thuận ích đó gọi là bất thiện nên không gọi là thiện đây là một khiêm chuẩn của thiện ác chúng ta ngay trong đời này có thể giúp đỡ chúng sanh được lợi ích nhưng pháp này sự việc này sau đó lại ảnh hưởng không tốt người đời sau sẽ bị hại đây không phải là chân thiện điều này phải nên biết cổ nhân đối với sự việc này rất coi trọng đây chính là nói rõ vì sao cổ nhân không phát triển khoa học Chúng ta nhìn thấy điều này sẽ hiểu được Cổ Thánh Tiên Hiền họ biết được Thứ này hiện tại có điểm tốt Tương lai sẽ biến chất Biến chất chính là làm tổn hại đại chúng Đây không gọi là thiện Vậy thiện là gì? Đời đời kiếp kiếp đều thiện Cổ nhân dạy người ta Hiếu thảo cha mẹ Tôn kính sư trưởng Dạy người trung với quốc gia Đây là đời đời kiếp kiếp đều thiện Điều này sẽ không biến thành ác Khoa học kỹ thuật phát minh những thứ này Hiện tại là có lợi ích Nếu như bị những người có giả tâm Lấy đi dùng làm công cụ Làm tổn hại đến chúng sanh đó gọi là bất thiện Ví dụ như chế tạo những vũ khí tiên tiến Vậy là trở thành bất thiện rồi Einstein năm xưa phát minh ra đạn nguyên tử Là rất giỏi Kết thúc được đại chiến thế giới lần thứ hai Thế nhưng đem đến sự sợ hãi hạt nhân trên toàn thế giới Làm cho nhân tâm trên toàn thế giới đều bất an Đây chính là ngũ ác Sự việc họ làm liền không phải thiện Ai không sợ sự việc này Trong ngày tận thế của thế giới Sẽ có sự việc này Nếu chẳng may Đại chiến thế giới lần thứ ba nổ ra Đại chiến thế giới lần thứ ba Chiến tranh hạt nhân Sinh hóa Vậy là trái đất này bị hủy diệt rồi Cổ nhân nhất định không làm những sự việc này Họ biết được Họ cũng sẽ không nói Quý vị xem, Gia Cát Lượng, Gia Cát Lượng rất thông minh, phát minh ra xe gỗ. Điều này trong lịch sử có ghi chép. Đó chính là xe vận tải cơ giới hóa. Trước khi ông ấy chết, tất cả đều hủy hết, không để lại một dấu vết nào. Phải chăng là ông tử tứ tự lợi? Không phải vậy. Ông hiểu được thiện và bất thiện sự phát triển cơ giới hóa này phát triển đến cuối cùng sẽ nguy hại xã hội cổ nhân chẳng phải là không hiểu khoa học mà họ biết được những thứ này tệ đoan rất lớn lợi mà chúng ta đạt được và hại phải gánh chịu so sánh lợi và hại thì được không bù được mất quý vị thấy ngày nay chúng ta nghĩ đến năm xưa phát minh những thứ như thuốc trừ sâu phân bón làm cho cây lúa sanh trưởng nhanh chóng dường như là một việc tốt hiện tại thì biết rồi rất nhiều nguyên nhân bệnh tật đều từ đây mà có Phá hoại sinh thái tự nhiên Điều này người xưa không làm Phật Bồ Tát nhất định không làm những việc này Cho nên người xưa suy nghĩ rất chu đáo Ngàn năm vạn đời 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 kiếp kiếp Vĩnh viễn là thiện Vĩnh viễn là lợi ích Đây là chân thiện Đây là lợi ích chân thật Hiện tại có lợi ích Mà tương lai không có lợi ích Điều này là bất thiện Hiện tại không có lợi ích Nhưng tương lai có lợi ích Đó là thiện Thánh hiền nhân làm những sự việc này cho nên hiện nay có người chúng ta rất đáng thương chịu khổ nạn quá nhiều sợ trong tương lai còn phải chịu khổ nạn chúng ta làm sao có thể giải quyết được vấn đề này à, black den là một người nước ngoài ông khuyên chúng ta bỏ ác làm thiện cải tà quy chánh đoan chánh tâm niệm đây chính là thiện hiện tại thiện đời sau thiện vĩnh viễn đều là thiện đây là người nước ngoài Quý vị xem so với lời của khổng tử nói Cùng với lời của Phật Thích Ca Mâu Ni nói Không có gì khác Đây là chân thiện Hiện tại được lợi ích Đời sau được lợi ích Sau này đời đời kiếp kiếp đều được lợi ích Bản thân chúng ta làm Tự nhiên liền ảnh hưởng đến người khác cảm, cảm động người khác Giúp người khác phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây chính là đại thiện Quý vị cảm động được ngay càng nhiều người Bỏ ác làm thiện Người cải tạo quy chánh càng nhiều thì công đức của quý vị càng lớn Tích lũy công đức Trong Duy Thức Luận nói Phần ít và phi tổn Quý vị làm trái Quý vị liền bị hại Quý vị liền có tai nạn Quý vị tùy à, thuận thiện thì quý vị liền được lợi ích từ điểm này mà phân định thiện ác thứ ba là sư tịnh ảnh đời nhà tùy đại sư huệ viễn ngài nói ba loại thiện ác Đều là chú giải của Kinh Vô Lượng Thọ Tình ảnh sớ là chọn dùng bản của Khương Tăng Khải Thứ nhất, thuận ích là thiện Trái tổn là ác Điều này giống với duyên thức luận Cùng một ý nghĩa với trước đây đã nói Thứ hai, Ngài nói Thuận lý là thiện, trái lý là ác Lý là gì? Là vô tướng không tánh Đây là lý Nói cách khác Chấp tướng là bất thiện Không chấp tướng là thiện Dưới đây có nêu lên một ví dụ Ví dụ hành bố thí Nếu như người có thể bố thí Thì người nhận và Phật bố thí Đều là thể không vô vật Là phận với lý Hành vô tướng đó là thiện Đây là điều thường nói trong giáo lý Đại Thừa Tam Luân Thể Không Tôi hành bố thí Tôi không chấp trước Tôi đang tu bố thí Vì sao vậy? Vì chấp trước tôi đang tu bố thí Ngã tướng chưa trừ được Ngã chấp chưa đoạn được Ngã tướng ngã chấp chưa đoạn được Nói cách khác Luân hồi lục đạo chưa ra được Quý vị tu thiện này có lợi ích hay không? Có lợi ích Đời sau được quả báo để gọi là mãn nghiệp Thí dụ như con người đến nhân gian có hai sức mạnh Thứ nhất là dẫn nghiệp dẫn, dẫn dắt quý vị đến trong cõi người để đầu thai Nghiệp này là gì? Là ngũ giới trong đời quá khứ tu được Ngũ giới là dẫn nghiệp Dẫn dắt quý vị đến thế gian này Trong truyền thống xưa chính là ngũ thường Chính là nhân nghĩa lễ trí tính Quý vị có thể tu năm loại đức này Thường này là thường hằng bất biến Năm loại đức hạnh này Quý vị đời sau được vào cõi người Được thân người Giàu sang nghèo hèn khác nhau Thọ mạng dài ngắn khác nhau Đây là gì? Đây gọi là mãn nghiệp Mãn nghiệp chính là sự bố thí của quý vị trong đời quá khứ Quý vị được thân người Quý vị phát tài lớn là trong đời quá khứ Quý vị tu bố thí Bố thí tài vật Đây gọi là mã nghiệp Quý vị được quả báo này Quý vị thông minh trí tuệ Là quả báo trong đời quá khứ Quý vị tu bố thí pháp Mạnh khỏe trường thọ Là quả báo nhờ tu bố thí vô úy Quý vị chỉ cần chấp tướng Quả báo có Không chấp tướng thì sao Không chấp tướng là chân thiện không chấp tướng liền trở về với tự tánh phương báo đó càng lớn hơn nó tương ứng với pháp vô vi quý vị chấp tướng là tương ứng với pháp hữu vi tức là quả báo ở trong ba đường thiện Đây là nói mà. Nếu như quý vị đọa đến cõi súc sanh những việc bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý trong đời quá khứ mà quý vị đã tu, đọa đến cõi súc sanh rồi, mà nghiệp có hay không? Có. Tuy là cõi súc sanh, nhưng cuộc sống của quý vị cũng có rất nhiều đãi ngộ tốt. Giống như hiện nay, thấy biết bao nhiêu người nuôi thú cưng. Cả nhà đều rất cưng chiều Đều chăm sóc cho chúng vô cùng chu đáo Đó chính là phước báo Phước báo của giàu có Những động vật nhỏ này Vô cùng thông minh Hiểu được ý nghĩ của con người Đó là gì? Đó là họ tu trí tuệ Động vật nhỏ mạnh khỏe trường thọ Là họ tu bố thí vô úy Nó liền chuyển đến đây vậy Đây là nói rõ Dẫn nghiệp và mạng nghiệp khác nhau Cho nên Phật dạy cho chúng ta Phải tu tam luân thể không Tài bố thí cũng tốt Pháp bố thí cũng tốt Bố thí vô ý cũng tốt Sau khi sự việc qua rồi Thì một chút dấu vết cũng không còn nữa Vĩnh viễn duy trì tâm thanh tịnh của quý vị Gặp được duyên nên làm phải thân làm Làm xong rồi Trong tâm không có ý niệm Tôi dùng tài Phật bố thí cho người đó Người cũng không cần để ở trong lòng Người bố thí, người nhận đều không nên để ở trong lòng Bố thí thứ gì đó cũng không nên để ở trong lòng Để cho tâm sạch sẽ, thanh tịnh Để cho nó mạnh trần không nhiễm Như vậy mới có đại phước báo Phước báo kiểu này dường như tương đương với phước báo vô lậu. Vô lậu là phiền não đoạn tận rồi. Phiền não của chúng ta tuy chưa đoạn, nhưng tiếp cận vô lậu rồi. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Chúng ta xem đoạn dưới đây. Đoạn dưới đây nói, nếu như người bố thí, người thọ nhận và vật bố thí vẫn còn trong tâm Là trắng với lý, hành có tướng Tức là ác vậy Hiện nay chúng ta nhìn thấy trong nhà Phật Trong Phật môn tu công đức con muốn khắc tên tuổi lên họ hiến tặng một cây cột trên đó muốn khắc một cái tên hồng kông có rất nhiều người tu phước bắn chúng ta thường thường ở trên đường nhìn thấy họ quyên tặng một tòa lầu viết là đại lầu của người nào đó đó đều là chấp tướng Chấp tướng là gì? Chấp tướng thì phúc của họ hết mất Người ta vừa thấy liền tán tháng Anh làm biết bao nhiêu việc tốt Anh là người tốt Tán tháng Tán tháng cũng là phước Phước báo liền trả hết rồi Làm việc tốt không ai biết Đó mới gọi là tích âm đức Âm đức đức đó nuôi ở nơi đó Không bị báo mất đi đức đó càng lâu thì đức càng sâu càng lớn tương lai phát khởi lên là đại phước báu cách nói này của sư huệ viễn nói rất hay dưới đây nói nếu như trên từ phật bồ tát dưới đến a la hán thiện pháp tu được gọi là thiện vì sao vậy a la hán bồ tát phật không chấp tướng thật là giống như trong kinh kim cang đã nói vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng không những a la hán không có mà ngay cả tu đà hoàng thần kiến cũng đoạn được rồi không còn chấp trước thân này là ta nữa Quý vị đọc Kinh Kim Cang sẽ thấy được điều này Ngay cả Tu Đà Hoàng Cũng phá được bốn tướng rồi Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni mới xưng họ là Tu Đà Hoàng Họ nếu như bản thân cho rằng Họ chứng được quả Tu Đà Hoàng Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ không gọi họ là Tu Đà Hoàng Trong Kinh Kim Cang có đoạn Kinh Văn này Chúng ta nên đặc biệt lưu ý Quý vị thật tu hay là giả tu Tu được như Pháp hay không như Pháp Đó là một tiêu chuẩn Thiện Pháp mà nhân thiên chúng sanh tu được Đều là có hành tướng Gọi đó là ác Ác này nghĩa là gì? Quý vị không thể ra khỏi tam giới Không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Thiện ác này là từ đây mà nói Không phải phước ở trong ba đường thiện Không phải khổ báo trong ba đường ác Không phải vậy Quý vị có thể ra khỏi lục đạo hay không Là lấy điều này làm tiêu chuẩn Có thể giúp quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi Đó là thiện Không thể giúp quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi Đây chính là ác ở đây so với bồ tát anh lạc kinh tiêu chuẩn này sẽ thấp hơn rất nhiều bồ tát anh lạc kinh tiêu chuẩn đó là đệ nhất nghĩa đế đó là siêu việt thập pháp giới siêu việt thập pháp giới đó là thiện không thể siêu việt thập pháp giới đó chính là ác đây là tiêu chuẩn ở trong phật pháp Thế gian không quan trọng tiêu chuẩn này Thứ à, ba Thể phụng là thiện Thể trái là ác Ở đây và hai tướng đều có Cũng đồng với Kinh Anh là Cùng một ý nghĩa với Bồ Tát Anh Lạc Kinh đã nói Cảnh giới tương đồng Pháp giới chân tánh là thể của chính mình Câu nói này vô cùng quan trọng Hiện tại không ai biết nữa Bản thân thực sự là gì? Là chân tánh Pháp giới Cũng gọi là tánh Pháp giới Tánh Pháp giới là bản thân thật sự trong à, kinh giáo chân, đại thừa nói là thường là ngã tịnh có ngã hay không có ngã có chân ngã chân ngã là chân tánh pháp giới thân thể này không phải ta trong phật pháp định nghĩa đối với ngã nói rất rõ ràng À, Nghĩa đầu tiên của ngã là chủ thể Vậy thân thể này của ta có làm chủ thể được hay không? Không thể Nếu như có thể làm chủ thể Vậy thì mỗi năm tôi đều 18 tuổi thì tốt biết bao Vậy là quý vị không làm chủ được rồi Quý vị có khổ của sanh lão bệnh tử Tôi có thể làm chủ Tôi vĩnh viễn không có khổ sanh lão bệnh tử Vậy mới thực sự là làm chủ quý vị không làm được nghĩa thứ hai là tự tại thân thể này không tự tại chịu đủ thứ trói buộc đầu tiên là mỗi ngày đều ăn cơm ba bữa không ăn là không được nếu như tự tại tôi không ăn thì tự tại biết bao cho nên ý nghĩa tự tại không có thật là chân ngã thì nó phải có chủ thể Có tự tại Lúc nào vậy nhà ở trong cõi thật báo Chính là ý nghĩa này Trong kinh Hoàng Nghiêm Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Viên giáo sơ địa Bồ Tát Họ trú cõi thật báo Họ thật sự được chủ tế Thật sự được tự tại Đó gọi là chân ngã Thường là ngã tình Bốn đức này họ đều đã đầy đủ rồi Chúng ta hiện nay Bốn chữ này hữu danh vô thực Bốn chữ đều không có Nhưng quý vị nên nhớ kỹ Vạn sanh đến thế giới cực lạc Cõi phạm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm vạn sanh Đều làm A à duy việt trí Bồ Tát Vậy quý vị đều có rồi Một đời đến thế giới cực lạc Thì thường lạc ngã tịnh Tất cả đều có Tìm ra chân ngã rồi Cho nên hiện tại quý vị phải hiểu được Ngã thực sự ở đâu? Ở thế giới cực lạc đây là giả ngã Chân ngã ở thế giới cực lạc Tôi đến thế giới tây phương cực lạc Chân ngã của ta liền tìm ra được A à, à, duy vị trí Bồ Tát Bản thân làm chủ được rồi A à, duy vị trí Bồ Tát Được đại tự tại A Duy vị trí Bồ Tát là Minh tâm kiến tánh. Tuy rằng chúng ta đới nghiệp vãng sanh không có minh tâm kiến tánh, nhưng đến thế giới Tây phương Cực Lạc, bổ nguyện oai tầng của Phật A Di Đà giá trị. Quý vị liền đạt được A Duy vị trí Bồ Tát. Bồ Tát như vậy, thần thông, trí tuệ, đạo lực Quý vị đều đầy đủ Đây là có thể nói Phạm Phu một đời thành Phật Là Pháp môn thù thắng Hy hữu vô cùng Chúng ta lưu luyến thế gian này Tức là sai lầm lớn Vì sao lại lưu luyến thế gian này Đối với thế giới cực lạc Nhận thức chưa rõ ràng Thật sự nhận thức rõ ràng rồi Thì đối với thế gian này không còn lưu luyến nữa Không còn lưu luyến Đối với thế gian này Có tâm đại từ mẫn Đại từ đại bi Lần mận thế gian này khổ mất Không ra khỏi luân hồi là khổ Không ra khỏi thập pháp giới là khổ Đoạn kinh văn này nói với chúng ta về sự việc này Danh văn lợn dưỡng Chính là căn nguyên của quả khổ Quý vị nói điều này để làm gì? Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân là vương tử Những thứ này Ngài đều đầy đủ Ngài vì sao phải xả bỏ nó Một đời sống cuộc sống của một vị tăng cổ hạnh Vì sao vậy Vì làm cho chúng ta thấy Nếu như Ngài không buông bỏ Mà dạy chúng ta buông bỏ Chúng ta không tin tưởng Địa vị là quốc vương Cổ nhân nói Quý vị thiền tử Phú hữu tứ hải Phú quý nhân gian đến cực đỉnh rồi Ngài liền buông bỏ Nói cách khác Cuộc sống tăng cổ hạnh Nhất định vượt qua quốc vương Vì sao vậy? Vì quốc vương không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Tăng cổ hạnh không những ra khỏi lục đạo luân hồi Mà còn ra khỏi thập pháp giới ngày nay chúng ta phải học tăng khổ hạnh xả bọn danh văn lợi dưỡng nhưng chúng ta không có năng lực đoạn phiền não chúng ta có năng lực cầu sanh thế giới cực lạc sanh đến thế giới cực lạc tương đương với việc phiền não đã đoạn hết rồi nhận biết như vậy vượt qua rất nhiều Bồ Tát Rất nhiều Bồ Tát vẫn đang tu hành Vẫn đang dụng công Vì sao vậy? Vì họ chưa nghe nói đến thế giới cực lạc Cho nên vẫn còn tu học chuyên cần Vẫn còn trải qua thời gian rất dài, rất dài vậy là chúng ta hiểu được trong đời này gặp được phật pháp là rất may mắn gặp được tịnh độ là may mắn trong may mắn gặp được phật pháp đời này quý vị chưa chắc có thể thành tựu gặp được tịnh độ quý vị chắc chắn sẽ thành tựu sự thành tựu này không phải là sự thành tựu thông thường thành tựu thông thường chính là chứng quả a la hán là trở thành bồ tát bồ tát trong thập pháp giới phật trong thập pháp giới đó là sự thành tựu thông thường sự thành tựu này là thành tựu vô cùng thù thắng vậy nên ở đây chúng ta phải khẳng định Ngã chân thật Là tánh pháp giới Chứng đắc tánh pháp giới Quý vị liền thành tựu Thân pháp tánh Và trú cõi pháp tánh Đó chính là chân tánh pháp giới Tánh thể, duyên khởi, nhiên thành, hành đức Tánh thể duyên khởi Chính là Cảm ứng với tất cả chúng sanh Chúng sanh trong thập pháp giới có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Bồ Tát này Là Pháp Thân Đại Sĩ Là Bồ Tát trú trong cõi thật báo Chúng sanh có cảm Đây là duyên Phật Bồ Tát có ứng Gọi là khởi Duyên khởi Là thành tựu hành đức Giúp chúng sanh Giáo hóa chúng sanh Thành tựu chúng sanh Đây chính là hành đức Hai câu dưới đây rất có ý nghĩa Hành đã thực hiện là tự thể Tâm không có sợ kiến Thế nên Chúng ta không thể không biết Phật Thích Ca Mâu Ni Năm xưa tại thế Trụ thế 80 năm Người Trung Quốc tính tuổi ta. thể hiện tám tướng thành đạo. Sau khi khai ngộ, giảng kinh dạy học 49 năm. Những điều này đều thuộc về hành đức. Những việc Ngài đã làm, hành là gì? Chỉ là tánh thể. Chúng tôi trên pháp tòa thường báo cáo với chư vị Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế gian này trú lâu như vậy Ngày ngày giảng kinh thuyết pháp Ngài có khởi tâm động niệm không? Ngài có phân biệt chấp trước không? Không có Ngài không khởi tâm, không động niệm Ngài làm sao mà giảng kinh, làm sao mà thuyết pháp Ở đây đã giải thích rõ ràng Sở hành chỉ là tự thể Nên quán tánh Pháp giới Tất cả do tâm tạo Tâm đó là chân tâm Tất cả do tâm tạo Chính là năng sanh vạn pháp Vạn pháp kỳ thực Chính là tự tánh Chính là tự thể Xa lệ tự tánh thì không có pháp gì để đáp Từ thể nó ở đây chính là tự tánh Chính là tự tánh Chính là chân tâm của chính mình Cũng tức là đệ nhất nghĩa Chân tâm ở đây Chân tâm có sở duyên không? Không có Chân tâm năng hiện năng sanh Năng hiện năng sanh là duyên duyên này trong giáo lý đại thừa nói rất rõ ràng nói rất thấu đáo câu như đây tùy tâm sở dục nhi bất việt quỷ nói cách khác Tùy tâm sở dụng mà không động tâm. tâm Tôi nói như vậy thì mọi người càng rõ ràng hơn Lục Tổ Huệ Năng Đại sư đã nói Đâu ngờ đúng. tự tánh Vốn không dao động Chưa từng dao động Hiện tất cả tướng nên dùng thân gì để độ Ngài liền hiện thân đó Nói tất cả pháp Mà chưa từng khởi tâm Chưa từng động niệm Cảnh giới này gọi là Cảnh giới bất tư nghị Chúng ta phàm phu nghe không hiểu Ngài là thật Ngài không phải là giả Ngài nếu như khởi tâm động niệm Ngài đã đọa lạc làm phàm phu rồi Ngài đọa lạc rồi cho nên ngài đích thực là không khởi tâm, không đồng nhiệm Vì sao ngài năng hiện? Là vì có cảm, chúng sanh có cảm. Vì sao có thể nói cũng là chúng sanh có cảm? Trong kinh phật cũng nêu lên một ví dụ như vậy. Đó là có người thịnh giáo với Đức Phật Ca Mâu Ni Trong số đệ tử Phật Thì Ngài xa lợi phất trí tuệ lớn nhất Thịnh giáo với Ngài những câu hỏi khó khăn hóc bu Ngài liền giảng cho quý vị rất rõ ràng Giảng rất thú đáo Có người liền hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni Trí tuệ của Ngài xá lợi phất từ đâu mà có Phật nói với họ Quý vị thấy trống chưa? Đã từng thấy hay chưa? Thấy qua rồi Cái trống như thế nào? Quý vị thấy Quý vị đánh nó liền vang Đánh lớn tiếng vang lớn Đánh nhỏ tiếng vang nhỏ Không đánh không vang Sự đánh lớn tiếng vang lớn Đánh nhỏ tiếng vang nhỏ, nhỏ, nhỏ. Chỉ là quý vị hỏi Ngài Ngài điều gì cũng biết được Ngài đều giải thích cho quý vị Trong trống có thứ gì không? Là rỗng không? phật liền nói trong tâm xá lợi phất cũng rộng không như thế giống như cái trống vậy đây chính là tùy tâm sở dục nhi bất vị quỷ trong tâm ngài không có thứ gì cả chính là ngài không khởi tâm không động nhiệm không phân biệt Không chấp trước Còn Phạm Phu chúng ta Người ta hỏi chúng ta điều gì Cũng đều không hiểu Vì sao vậy? Vì trong bụng quý vị Có chứa chấp Có phân biệt Có chấp trước Có vọng tưởng Vì thế nó đánh Mà không kêu Như những quý vị Bỏ đi tất cả những vọng tưởng Phân biệt chấp trước Vậy là cái trong đó liền vang rồi Phật nêu ví dụ này Rất có ý nghĩa Trí tuệ của chúng ta Tôi nói Mỗi người chúng ta đều có trí tuệ Trong trí tuệ Nếu như xem tạp vọng tưởng Phân biệt chất trước Thì nó liền biến chất Biến thành gì rồi Biến thành phiền não Cho nên trong kinh nói Phiền não tức bồ đề Bồ đề là trí tuệ Quý vị đem vọng tưởng phân biệt chấp trước Bỏ đi hết, buông bỏ hết Thì phiền não chính là trí tuệ Quý vị xem Phiền não vô biên thì trí tuệ vô lượng Không phải chính là ý này sao Trong tâm chỉ cần có thứ gì đó Trí tuệ liền biến thành phiền não Đức của quý vị liền trở thành tạo nghiệp Tướng hảo của quý vị liền trở thành lục đạo Bị biến chất rồi Chứ không phải là không khởi tác dụng Không khởi tác dụng Vậy thì không thể gọi là tánh đức Cho nên tánh đức nó cũng tùy duyên Nó tùy duyên nhiễm tịnh Tâm quý vị thanh tịnh Đó chính là thiện duyên Tâm quý vị nhiễm ô Thì nó là ác duyên Tùy duyên thiện Đó chính là nhất chân pháp giới Là võng thật đáng Tuy nguyên nhiễm chính là thập pháp giới Chính là lục đạo Là tam đồ Chính là sự việc như vậy tùy tâm sở dục Cho nên Từ A-la-hán trở lên A-la-hán không có chấp trước nữa Nhưng họ có phân biệt Họ có khởi tâm động niệm Không chấp trước được tâm thanh tịnh Lại hướng lên trên nữa Họ chính là Bồ Tát Bồ Tát không những không chấp trước Mà phân biệt cũng không có Thế nhưng Họ còn có khởi tâm động niệm Cho nên Phật Bồ Tát Vì có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước nên họ được tâm bình đẳng Kinh đề của chúng ta nửa sau nói tu hành ba quả đức là Thành tịnh bình đẳng giác Chúng ta tu hành tu những gì Chính là tu ba điều này Tu tâm thanh tịnh Tu tâm bình đẳng Tâm bình đẳng chính là Phật Bồ Tát Trong thập pháp giới nếu như buông bỏ khởi tâm động niệm họ liền giác giác đó là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật đây là chân phật không phải là giả phật đây là phật trong nhất chân pháp giới không phải là thập pháp giới Phật trong thập Pháp giới Thiên thai chính giả đại sư nói Nghe nói về lục tức Phật Phật đó gọi là Tương tự tức Phật Rất giống nhưng không phải là thật Đại triệt đại ngộ rồi Họ liền đi lên Gọi là phần chứng tức Phật Họ là chân Phật Họ chưa viên mãn vì sao chưa viên mãn? Vì tập khí khởi tâm động niệm còn Tập khí chưa đoạn Khởi tâm động niệm không có nữa Tập khí vô thị vô minh Tập khí hoàn toàn đoạn, đoạn tận Đó chính là Phật viên mãn Kinh Hoa Nghiêm gọi là Diệu giác vị Đảng giác hướng lên trên nữa Là diệu giác Diệu giác là Phật quả rốt ráng viên mãn Đến diệu giác Họ liền không trú ở cõi thật báo nữa Họ trú cõi thường tịch quan Khác nhau rồi Thường tịch quan là khi mà trở về với tự tánh Cho nên Ở chỗ này câu này Sở thành chính là tự thể Tâm vô sở duyên Câu này vô cùng quan trọng Quý vị như, nếu như, vừa như hiểu rõ rồi Quý vị sẽ thật sự giác ngộ Hiểu rõ rồi Hiểu không rõ những gì Khắp pháp giới hư không giới Tất cả chúng sanh và bản thân, thân là một thể Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện cho chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm, có độ chúng sanh hay không? Không có. Trong kinh Kim Cang nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh, thực tế không có chúng sanh nào được độ. Vì sao dạy quý vị tam luôn thể không? Đạo lý chính là đây. Là một không phải hai. Sự việc này hiện nay các nhà khoa học dần dần đã tiếp cận được rồi. Đây là việc tốt. Cho nên tôi có một cách nghĩ Sau 20 năm, 30 năm Thì Phật giáo không còn là tôn giáo nữa Mà là gì? Là khoa học cao cấp Khoa học cũng có thể khế nhập được cảnh giới này Chắc chắn được, khắp Pháp giới, hư không giới và bản thân là một thể Ái tâm biến Pháp giới Thiền ý mạng ta bà May mắn các nhà khoa học đã chứng minh được sự việc này rồi Đây là chuyện dưới đây có một kết luận nhỏ Theo đây Bất luận là Phạm Phu Nhị Thừa Cho dù trên đến Tam Thừa Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phạm là Duyên tu Thiền Hành Đều gọi là ác Tâm vô sở duyên Tâm có sở duyên chính là Tâm vô sở duyên chính là thiện Tâm vô sở duyên là nhất chân pháp giới Tâm có sở duyên là thập pháp giới Phật Bồ Tát trong thập pháp giới vẫn là tâm có sở duyên Chỉ có người minh tâm kiến tánh Người kiến tánh Niệm Phật niệm đến lý giác tâm bất loạn Người này khẳng định Thật sự khắp pháp giới người không giới Là một bản thân thôi Vì tất cả chúng sanh phục vụ Là vì bản thân mà phục vụ Không phải vì người khác Đây là vô sở duyên Vô sở duyên không phải nói cái gì Cũng không làm hết Toàn tâm toàn lực vì tất cả chúng sanh phục vụ Là vô sở duyên vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh là bản thân Đây là ai? Là Pháp thân Bồ Tát Bồ Tát kiến tánh rồi Đây là thiện Cho nên phạm là thiện hạnh có sở duyên Đó là thập Pháp giới Đó không coi là thiện Tiêu chuẩn của thiện ác này Và trước đây Kinh Anh Lạc nói là thương đồng Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật but